Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu, người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em và các bạn, thường chúng ta vẫn nghĩ rằng để trở thành người công giáo hay là người môn đệ của Chúa Giêsu thì điều kiện cần thiết đó là chịu bí tích rửa tội, tuân giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 điều luật hội thánh. Có đúng không? Thế nhưng Chúa Giêsu ngày hôm nay thì lại nói với chúng ta như vậy chưa đủ và chưa xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu còn thêm 3 yêu cầu nữa. Nếu ai không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được. Đòi hỏi thứ hai, nếu ai không vác thập giá mình mỗi ngày thì không thể làm môn đệ tôi được. Điều kiện thứ ba, nếu ai không từ bỏ những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đòi hỏi này không có dễ dàng nhỉ? Chiều hôm nay ta suy nghĩ với nhau. Thế làm sao mà có thể dứt bỏ cha mẹ, vợ con và anh em, chị em, bạn bè được? Là bởi vì đó là một mối gắn bó rất thân tình, huyết nhục. Nhưng ta cũng đừng quên ở một nơi khác Chúa Giêsu lại nói với chúng ta, đó là anh em nghe người xưa dạy rằng hãy yêu thương đồng lọa láng giềng và ghét kẻ thù. Còn thầy dạy anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em. Và điều răn thứ hai cũng quan trọng không thua gì điều răn thứ nhất, đó là anh em hãy yêu thương nhau như chính mình.
Thì có một cái sự nghịch lý ở trong lời dạy của Chúa Giêsu. Khi ta tìm hiểu tiếp của tin mừng Matthew thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói nếu ai yêu cha mẹ vợ con hơn thầy thì không thể làm môn đệ thầy được. Và như vậy cái dứt bỏ mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây nó không phải là một cái dứt bỏ trong mối quan hệ tự nhiên giữa con người với nhau, mà cái dứt bỏ này nó nằm ở trên những cái bậc thang giá trị hay là vị trí ưu tiên trong mọi lựa chọn và cách sống của chúng ta. Nếu chúng ta dành thời gian mà đi tìm hiểu về lời giảng dạy của những người sáng lập các tôn giáo như Ấn giáo, như Phật giáo, như Hồi giáo, như Khổng Đại giáo, chúng ta sẽ thấy rằng không một vị nào lại có một lời giảng dạy như Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe. Họ đều nói rằng phải yêu thương cha, thờ cha, kính mẹ, yêu thương đồng loại, tứ hải giai huynh đệ mà. Thì bốn bể đều là anh em với nhau hết. Và chính ở đây ta mới thấy cái khác biệt của niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu và những niềm tin tôn giáo khác. Ở nơi những niềm tin tôn giáo khác hướng dẫn họ về đời sống luân lý, về việc ăn ở và cách cư xử ở đời phải sống như thế nào cho xứng đáng là người. Còn Chúa Giêsu thì khác. Chúa Giêsu không chỉ là một vị hiền nhân hoặc là một vĩ nhân đến để hướng dẫn chúng ta sống như thế nào cho đẹp lòng nhau, sống như thế nào để có được một sự hài hòa trong cuộc sống giữa con người. Chúa Giêsu không chỉ đến để dạy về luân lý, nhưng bởi vì Ngài là Thiên Chúa, chính vì thế Chúa Giêsu mới có thể đòi hỏi quyết liệt. Nếu ai không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình thì không xứng đáng là môn đệ của ta. Có nghĩa là ở trong đời sống của chúng ta khi phải lựa chọn hàng ngày, ta không đặt Chúa Giêsu trong những lựa chọn với biết bao nhiêu những điều chung quanh, mà Chúa Giêsu phải là số một. Chúa Giêsu phải là trên hết trong tất cả mọi bậc thang giá trị, trong mọi cách nhìn và tính toán của chúng ta hàng ngày. Chúng ta không thể lựa chọn giữa Chúa và tiền bạc, giữa Chúa Giêsu và quyền lực, giữa Chúa Giêsu và danh vọng, giữa Chúa Giêsu và dục tình, giữa Chúa Giêsu và những giá trị trần thế. Mà Chúa Giêsu ở trên hết tất cả. Chính Chúa Giêsu mới là ưu tiên số một cho tất cả mọi quyết định, mọi thái độ sống của chúng ta diễn ra mỗi ngày. Ta đừng đặt Chúa Giêsu ngang hàng với bao nhiêu lựa chọn khác, bởi nếu như thế chúng ta sẽ biến tất cả những gì ta tìm kiếm và khao khát hàng ngày trở thành những idol, những thần tượng của thời đại thay thế cho Chúa Giêsu. Mẹ Teresa mà ngay lúc này đây ở tại đền thờ Thánh Phêrô đang cử hành lễ phong thánh cho mẹ, sinh năm 1910 ở tại Albany,
Và rồi năm 1928 vào nhà dòng Đức Mẹ Loreto ở tại Ái Nhĩ Lan, Dublin. Và sau đó thì đến Ấn Độ và sống cho tới khi qua đời năm 1997. Cùng với ba lời khấn của các tu sĩ là vâng phục khó nghèo và khiết tịnh, thì mẹ Teresa đã nói với lại cha linh hướng của mình một lời khấn riêng, đó là: con sẵn sàng làm tất cả những gì Chúa muốn và không từ chối bất cứ một điều gì đối với Chúa hết. Hey, cái ý nghĩa mà lời Chúa Giêsu nói ngày hôm nay đấy, được thể hiện ở nơi mẹ Teresa đấy. Con không từ chối Chúa bất cứ điều gì và sẵn sàng làm mọi điều Chúa mong muốn. Thế cho nên, anh chị em và các bạn, chúng ta cũng hãy nhìn lại ở trong đời sống đức tin của mình, có thật sự Chúa Giêsu là số một, là number one, Chúa Giêsu là ưu tiên nhất, Chúa Giêsu là trung tâm cho chúng ta hướng về và là đỉnh cao để chúng ta hướng đến hay không? Hay Chúa Giêsu cũng chỉ là thấy một phần trong cuộc đời của mình thôi? Thấy mỗi tuần dành một vài tiếng thôi? Ai không dứt bỏ và kể cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta được. Đòi hỏi thứ hai, ai không vác thập giá mình mỗi ngày thì cũng không thể làm môn đệ được. Mẹ Teresa Calcutta vào năm 1946, ngày mùng 10 tháng 9, trên chuyến xe lửa từ Calcutta đến thành phố Darjeeling, thì mẹ nghe thấy ở trong tâm hồn mẹ tiếng Chúa nói: tắc khát. Tắc khát được bày tỏ tình yêu của ta đối với những người nghèo, những người đang khổ đau. Và tiếng nói đó thường xuyên dội lại ở trong tâm hồn của mẹ, cho dẫu rằng mẹ Teresa không muốn nhưng mà vẫn cứ nghe tắc khát. Ta muốn con hãy trở thành ánh sáng lòng thương xót của ta với những anh chị em nghèo khó, những anh chị em đang đau khổ ở trên thế giới này. Và một lần nữa thì mẹ Teresa lại nghe tiếng Chúa nói, khi mẹ còn đang dè dặt và suy nghĩ: con không dám thực hiện điều ta mong muốn hay sao? Mà vì vậy cho nên cuộc đời của mẹ kể từ sau sự kiện ngày mùng 10 tháng 9 năm 1946 đó, thì mẹ Teresa đã rời bỏ nhà dòng thân yêu Loreto để thành lập một cộng đoàn mới thừa sai Bắc Ái, Missionaries of Charity, để dấn thân cho những người nghèo đói đó. Và cuộc đời còn đó của mẹ Maria luôn luôn là một cuộc đời của đau khổ, đến nỗi trong nhật ký mẹ đã từng viết rằng: tôi cũng phải sống trong cái tâm tối. Chính cái tâm tối đó mà Chúa Giêsu cũng đang hiện diện ở nơi những tâm tối của khổ đau nhân loại. Thế cho nên, thập giá mà Chúa Giêsu nói với chúng ta muốn đi theo Chúa, cái thập giá đó chính là chúng ta hãy mang lấy tất cả những nỗi niềm của anh chị em trở thành nỗi niềm của mình. Ở trong đời sống của chúng ta sẽ không còn đau khổ và thập giá chỉ trong hai điều kiện: hoặc là chúng ta vô cảm
trước những nỗi đau của người khác, hoặc là chúng ta đã thỏa hiệp với cái ác. Chỉ có thỏa hiệp với cái ác, chỉ có vô cảm, thì chúng ta mới không còn thập giá trên đôi vai và tâm hồn của mình. Thế nhưng chính thập giá lại là nguồn ơn cứu độ. Chính thập giá trở thành niềm vui, hạnh phúc và bình an cho nhân loại. Bởi vì cây thập giá mà Chúa Giêsu đã mang vác, và thập giá trong cuộc đời của chúng ta, nó khởi đi từ tình yêu. Mẹ Teresa cũng đã diễn tả cái cuộc đời thập giá đó. Đó chính là mẹ đã trở thành hòa mình với những người khổ đau. Mẹ cũng thổn thức trước những nỗi đau của anh chị em tại Calcutta. Và mẹ Teresa đã nói, nếu chúng ta lãnh đạo, vô cảm và thờ ơ với anh chị em của mình, chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói, khi ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta trần truồng các ngươi không cho áo mặc. Cái thập giá đó là mình mang lấy nỗi niềm của anh chị em, những thiếu thốn, những khổ đau, những bất hạnh của những người chung quanh. Mang lấy trong tình yêu thì cây thập giá đó trở thành nguồn ơn cứu độ cho người khác. Mà vì thế, năm 1979, khi mẹ Teresa được giải Nobel Hòa Bình, thì người ta nói, tại sao mẹ lại nhận giải, lại đi tìm vinh quang trần thế? Mẹ Teresa trả lời, tôi không tìm vinh quang trần thế, nhưng mà qua việc công bố giải Nobel này, tôi không xứng đáng trong tư cách là cá nhân, nhưng điều đó cho thấy những người nghèo, những người bất hạnh đó đã được nhìn nhận, và những công việc của chúng tôi đã được mọi người đề cao. Tôi đến Oslo, Naui để nhận giải, là tôi đến để nhân danh những người nghèo mà nói với họ rằng những người này cũng cần tình yêu và được yêu thương. Ơn cứu độ đấy, cái thập giá đó đem lại niềm vui. Chính vì đem lại niềm vui như thế, cho nên mẹ Teresa cũng nói với lại các nữ tu trong hội dòng của mình, hãy đến với những người bất hạnh bằng nụ cười, đừng đến với họ bằng nỗi buồn, đến như thế chỉ làm cho người ta đau khổ hơn. Chính vì vậy, năm 1997 khi mẹ qua đời, thì hội dòng thừa sai bác ái đó đã có gần 4.000 nữ tu và hiện diện ở 123 quốc gia. Một niềm vui lan tỏa, mang lấy thập giá, mang lấy nỗi niềm của anh chị em, mang lấy trong niềm hạnh phúc vì được chia sẻ như Thánh Phaolô đã diễn tả, tôi vui mừng chịu những đau khổ vì anh em, bởi vì những gian nan thử thách mà Đức Kitô còn phải chịu thì tôi xin mang lấy vào thân vì ích lợi của nơi thân mình Chúa Kitô là hội thánh. Tôi vui mừng mang lấy vì ích lợi của thân mình Đức Kitô là hội thánh. Chính vì thế cho nên niềm vui lan tỏa, làm cho nhiều người đến
Ấy, trong một thời đại mà số người đi tu ngày càng giảm, thì năm 1997 chỉ riêng một hội dòng Thừa Sai Bắc Ái đã gần 4.000 nữ tu rồi. Đòi hỏi thứ ba của Chúa Giêsu: ai không từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Tại sao lại từ bỏ? Bởi vì cuộc sống của chúng ta mình rất cần, mình cần nhiều thứ lắm, mình thiếu thốn lắm, thì từ bỏ làm sao được? Từ bỏ bởi vì chúng ta tin rằng mọi điều Chúa ban cho chúng ta là một quà tặng, để rồi chính mình trở thành quà tặng và trao ban cho người khác. Đừng sống theo bản năng của sự tham lam ích kỷ để chỉ biết thu vén và tích lũy cho riêng mình, mà hãy luôn luôn ý thức cuộc đời này, cuộc sống của tôi và những gì tôi đang có là một quà tặng Chúa ban, để biết chia sẻ và trao tặng, chứ không phải biết tham lam và chiếm hữu. Đấy, từ bỏ tất cả những gì mình có. Hiểu như vậy, hiểu đó chính là cuộc đời này trở thành quà tặng. Và đúng vậy, cuộc đời của mẹ Teresa mà ngày hôm nay giáo hội tuyên thánh, đó là cuộc đời đó trở thành một quà tặng cho những người nghèo nhất của những người nghèo. Mà vì thế, toàn thể thế giới, cả những người công giáo và ngoài công giáo, cũng đều nhìn nhận những đóng góp và sự hiện diện của mẹ là một dấu chỉ tình yêu mà thế giới đang cần. Tối hôm qua khi coi trên thấy báo mạng, thấy tờ báo Thanh Niên cũng viết một cái tựa đề: mẹ Teresa được giáo hội phong thánh. Cho nên là mọi người đều nhìn nhận hết, nếu cuộc đời của mỗi chúng ta, cuộc đời này không phải là để sự tham lam và ích kỷ cho chúng ta chiếm hữu, mà là đón nhận để chia sẻ và trao ban, thì cuộc đời của mình trở thành quà tặng cho nhau. Thì thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay chúng ta chia sẻ ba đòi hỏi của Chúa Giêsu dựa trên khuôn mặt của mẹ Thánh Teresa Calcutta mà giáo hội tuyên thánh cũng chiều hôm nay. Thì giờ của Roma đó là buổi trưa hôm nay, để chúng ta nhìn thấy những lời mà Chúa Giêsu mời gọi nó không phải là xa lạ, mà những lời mời gọi của Chúa Giêsu đó rất thiết thực và gần gũi, bởi vì có một người ít ra là như thế ngày hôm nay được tuyên thánh, mẹ Thánh Teresa Calcutta, đã sống điều mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta: ai không dứt bỏ, ai không vác thập giá, ai không từ bỏ tất cả những gì mình có, không xứng đáng làm môn đệ. Như thế chúng ta cũng được mời gọi hãy suy nghĩ và sống nghiêm túc về đời sống đức tin của chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa.